hello, xin chào cô chú, anh chị, các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia trên cãi khá là hài hước ở trong làng hài của sống Mỹ nha. Dĩ nhiên khi thấy mặt mình là mọi người sẽ thừa biết mình sẽ nói về cái chuyện gì. Trước tiên, video đầu tiên trong ngày là mình sẽ chia sẻ về tiền bạc. Wow, video thứ hai mình sẽ chia sẻ về à, thời sự. Video thứ ba mình sẽ chia sẻ về kinh tế, vaccine, đồ này kia. Nhưng mà cái video đầu tiên này mình sẽ chia sẻ về tình hình tấm chất stimulus check Tại vì mình tin chắc là mọi người cũng đã nghe rất là nhiều lời đồn đãi như vậy nè Wow, Quốc hội Mỹ đã hợp đột sức rồi, đã bầu tấm check 2.000 đô rồi, tiền 2.000 đô sắp về giờ yeah. Tiền 2.000 đô có cơ may rồi mọi người ơi, vui quá mừng quá Mọi người nhớ cái câu cơ miệng mình nói là gì không? Ai mà nói cái câu đó lập tức đổi kênh liền, ok? mọi người hãy nên xem một cái kênh nào đó chẳng hạn như là kênh của chuyên gia tranh cãi, please. <laughs> Trước tiên á là đúng như hồi tối mọi người nhớ cái video hồi tối mình đăng không, đó là ông Mitch McConnell ông có thầy chiều tập lại thượng viện mà để ông bầu đột sức cái closure với cái dự lực dược quyền phủ quyết công tố trong cái dự lực quốc phòng đó. Hmm. Nhưng mà dĩ nhiên thầy dĩ nhiên Bữa nay là ông đúng y trang như là mình dữ liệu là ông Mitch McConnell đã chịu tập quốc hội để mà làm việc bữa nay ha? Giống như là ông có xem được cái video của mình Mình không biết không chừng là một trong những người subscriber của mình là ông Mitch McConnell có ông Trần mặc dù là mình nói tiếng Việt Nam mà ông nói tiếng Mỹ Mạnh ai nói nó hiểu nhưng mà không sao Ông nhìn thấy cái biểu cảm của mình với ông nghe cái tên mình nhắc tới ông là Mitch McConnell Là ông thừa biết mình nói ý mình muốn gì rồi Wow, không chừng dám đâu mà Với cái tựa đề của mình ghi là Stimulus Check là không chừng ổng biết mình đang nói tới ổng rồi đó Thì bây giờ Bữa nay vào ngày thứ bảy Cái lộn vào ngày thứ sáu Ngày 1 tháng 1 năm 2021 Ngày đầu tiên của năm mới Oh, by the way, Happy New Year mọi người nha <laughs> Nãy giờ nói chuyện ngủ quên Happy New Year mọi người Chúc mọi người năm mới phát tài, ok Mà hình như mình cũng thấy là khá khá Cô chú anh chị đã bắt đầu phát tài rồi đó chắc là cũng khai khác của chú anh chị đã bắt đầu nhận được tiền rồi đúng không nào có thể cho mình cái comment hay không? ha à, quay trở lại chủ đề thì ông Mitch McConnell ha à, ông à, bữa nay quốc hội bắt đầu họp hẹo tranh luận và sau đó là bỏ phiếu về cái uh, closure tức là cái quyền cái, cái 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 dự thảo mà hạn chế tranh luận để tránh trường hợp mà có ông Bernie Sanders sau nào ông này kia uh, filibuster để mà uh, làm uh, Uh, mắc mất thời gian họp của quốc hội mm. và sau đó nên là quốc hội bầu để mà vượt thẩm quyền của ông Donald Trump ok và cái cuộc bầu đó diễn ra thì cũng đúng một giờ giống như là mình mà nói vậy nhưng mà mình nói hồi tối là một giờ đêm thì bây giờ mấy ông chơi một giờ chiều chắc tại là ăn tết nhiều quá sợ lúc đó à, còn sai thức không nổi hay sao đó thành ra về lại tới chiều ok nhưng mà cũng được nói chung là cơ bản là sao cái tờ hình tấm chết 2.000 đô của mọi người nó như thế nào và quốc hội Mỹ người ta đã làm việc tới đâu rồi sửa kiến cái cái. kể như đó là đúng như mình đã phân tích thì bữa nay à, quốc hội người ta đã bầu thông qua cái dự thảo mà gì nè closure tức là cái quyền mà hạn chế tranh luận tại vì như mình đã nói rồi mấy ông nào phản đối chẳng hạn như ông Bernie Sanders hay ông Trump hay ông nào bên đảng dân chủ mà họ phản đối đó để hỏi câu giờ để mà họ gây áp lực với quốc hội tại vì quốc hội họ chỉ làm việc cho từ đây cho tới chủ nhật thôi là sau đó họ nghỉ cái khóa 116 này rồi và coi như là tất cả những dự lực nào mà còn sót lại trong cái khóa 116 này bao gồm cả cái dự luật mà hôm bữa mà đà hạ viện đã thông qua đó đó, đó là cái dự lực mà nâng tấm check lên từ 600 lên thành 2.000 á nó cũng tự động bị vô hiệu hóa vào ngày chủ nhật luôn nếu không được thông qua thì á thì để tránh trường hợp đó, ông Mitch McConnell ông cho Thượng viện bầu cái uh, dự thảo uh, gì nè, uh, Closure, Thấy không Thì cái dự thảo đó là đã được thông qua, tức là ông Bernie Sanders, xong này, ông kia, bên này, chủ sẽ không còn uh, quyền uh, filibuster nữa, tức là không còn quyền câu giờ nữa, tại vì mấy ông đó nếu mà câu giờ là mấy ông có thể đứng trên bụng là nói chuyện đó nghe. Wow, hôm nay đi chơi uh, massage vui quá, còn cao kê vui quá. Tối về uh, coi phim vui quá. Hai ăn tết trời bữa ăn tết nó nghe bắn pháo bông mà uh, nguyễn đêm luôn. Không ai ngủ nghe gì luôn. Nói chung muốn nói giống gì, gì cũng được hết á. À, muốn lên là muốn đứng giữa bục làm youtube cũng được. Không, không ai <laughs> quay, uh, quan tâm vấn đề đó hết á. Tại vì cái đó là một biện pháp câu giờ của mấy ông mấy bà làm chính trị cho quốc hội Mỹ mà nghe không? Nhưng mà dĩ nhiên bây giờ cái à, dự thảo closure đã được thông qua Và sau đó nữa là gì? À, quốc hội thường thượng diện người ta cũng bầu à, để mà dược thẩm quyền cái à, cái gì lực quốc phòng 740 tỷ đô la công tổng thống Trump mà ông phủ quyết lúc trước đó Thấy không? Với tỷ lệ là tám mươi mấy phiếu trên một tám mươi mấy phiếu thận và một mười mấy mười mấy phiếu chống thành ra nói cách khác nữa là gì dự luật quốc phòng về tỷ đô la của chính phủ Mỹ đã được thông qua và vượt uh, quyền phủ quyết của ông Tổng thống Trump Chứ này tức là nó đã sẽ được uh, nó đã trở thành lực và không cần sự đồng ý của ông Tổng thống Trump nữa Và dĩ nhiên nếu mà mọi người xem cái video của mình thì mọi người thừa biết cái kết cục của cái tấm stimulus check sau khi mà những điều mình vừa nói nó xảy ra là gì? Đó là sao? Đó là bây giờ nó đẩy ra một cái tình huống là Mitch McConnell Ông đã làm được những điều mà ông đã đạt được những điều mà ông muốn đó là sao đó là thông qua một cái gói ngân sách quốc phòng trước khi mà quốc hội khóa 116 này nghĩ làm tại vì nếu mà để cho cái ngân sách quốc phòng mà nó không có thể không có đạt được số phiếu cần thiết để mà vượt thẩm quyền phủ quyết công tác hôm trông á thì khi đó nói cách khác là gì mọi thứ phải bắt đầu lại hết tại vì dĩ nhiên nước Mỹ cần phải có cái ngân sách của quốc phòng nhưng mà lúc đó phải chờ quốc hội khóa 117 tức là cũng meo mấy, mấy bà này nè nhưng mà phải chờ tới ngày thứ hai ừ. và dĩ nhiên lúc đó ông tổng thống Trump cũng vẫn còn là tổng thống là phải chờ cho tới khi nào ông bay ông nóng lên nó vậy thì nó quá trời mất thời gian đi và nó sẽ xảy ra một loạt vấn đề khác nữa thành ra là mục đích ưu tiên hàng đầu của Mitch McConnell là gì là thông qua cái dự luật quốc phòng này vượt quyền đủ số phiếu để để vượt quyền phủ quyết công tố ông Trump. dĩ nhiên cái dự là quốc phòng thì đương nhiên quốc hội Mỹ ta ủng hộ rất là nhiệt tình rồi đó. Nhưng mà còn sau đó là gì? Sau đó là không còn ai có cái chiêu bài gì để mà có thể ép buộc được ông Mitch McConnell nào hết. Wow, mọi người thấy không? Nếu mà mọi người xem YouTubers uh, YouTuber nói thì mày, mọi người sẽ thường nghe một cái câu cửa miệng vậy nè. Wow, bà Nancy F. McConnell, ông Sanders F. McConnell, ông, ông Trump F. McConnell Nói chung không có ai trên đời này ép được ổng hết á Ổng là cái người duy nhất mà không có cần quan tâm tới ai ép ông hết á Mọi người thấy không gài người ta kêu gì Người ta kêu gọi là ông Leader McConnell hay làm ơn Đưa cái dự lực ra cho thượng diện bầu đi Cho thượng diện bầu đi chống hay là không chống được rồi à, người ta thấy điều năng nỉ ổng ông để mà ông cho thường diện bầu thôi đó nhưng mà đâu có được đó mọi người thấy không là mọi người có thể hình dung được cái quyền công lớn như thế nào rồi ông đâu có căng học thành ra không ai mà có cửa đi mà gọi là có thể áp lực được không hết Đã à, chính xác là gì nếu hiện giờ theo lịch trình á thì ngày mai ngày mốt điều quốc hội mới chính thức bầu cái gì uh, là quốc phòng nhưng mà cái quan trọng là gì? Nó chắc chắn nó sẽ được uh, đủ số phiếu Để mà vượt phủ quyền tổng uh, uh, Phủ quyết công tổng thống Trump và sau đó Ông uh, Mitch McConnell sẽ lên ông làm bài phát biểu Và nếu mà xui xui hơn nữa đó Ông chỉ cần nói là ok bây giờ quốc hội đã làm uh, Xong hết nhiệm kỳ Những nhiệm vụ trong năm rồi Thôi bây giờ quốc hội giải tán khóa 116 này Chờ uh, qua Tết Quay trở lại làm việc khóa 117 Rồi xong Như đó là coi như là tới lúc đó là coi như là cái cái tấm check stimulus check nó đã đi biến thành mây khói rồi đó nhưng mà hiện giờ ông chân chưa nói câu đó thành ra là nó cũng còn một tí xíu hy vọng mong manh ha dĩ nhiên trong video sau mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết trong cái trường hợp nào mà cái, cái tấm check stimulus check của mọi người đang chúng ta đang mong chờ nó sẽ được hồi sinh wow nó giống như vậy, trong phim Harry Potter vậy đó hay là trong chuyện cổ tích vậy đó lúc nào nó cũng có cái cửa sáng ở trong đây hết chẳng là chúng ta à, à, không biết chúng ta có thể chờ được cho tới ngày mấy ông mấy bà thông qua một cái gói cứu trợ đó không thôi. <laughs> thôi video đó dài xin chào mọi người nhé. Thank you. Bye bye.